Núi Egypt gì đấy? Huỳnh chạy ngoài xem Egypt cái gì Huỳnh ơi. Vâng, sói quân cực kỳ nhanh đến từ trận thi đấu bản lề ở trong nội dung random. Sói cực kỳ nhanh, bây giờ thì kỹ thuật viên Bùi Huỳnh đang phải phi ra ngoài để xem đối thủ cầm cái gì. Vâng, Egypt đến từ cái thủ môn 6 cho trận thi đấu này. Nhìn thấy Egypt có vẻ tươi đấy. Vâng, trận thi đấu ở nội dung random ở vòng loại trực tiếp trước. AC à? Lại còn hình như nữa. Ông còn ra ông xem rồi, ông về ông báo hình như nữa, tôi cắt lưỡi ông đi. Ui. Ôi trời trời. Không không không. Vâng, Egypt AC. Vâng, cập nhật tình hình một chút ở các kèo đấu còn lại ở giải đấu AOE lên tỉnh khu vực thành phố Hải Phòng. Ở nội dung Seng hình như là, à không phải là nội dung Seng, chắc là phải đánh AC chứ. Ở nội dung AC hình như là có một trận hết cả thực và hết cả gỗ luôn, à hết cả gỗ luôn ở trên bản đồ thì phải. Vâng, rất tiếc lại không có clip ở trận đấy, hơi đáng tiếc. Solo hết cả gỗ trên bản đồ. Những trận thi đấu mà kể cả những cái thủ top 1 cũng chưa làm được. Tôi chưa thấy ai từng ai solo mà hết được cả gỗ trên bản đồ. Nhưng với Hải Phòng thì khác. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Game TV trên kênh sóng GameTV.vn ở giải đấu AOE lên tỉnh. Đây là nội dung thi đấu tứ kết giữa hai game thủ Nguyễn Thanh Tùng và Phan Đình Tú. Nội dung random sau khi giành được chiến thắng ở nội dung ACDN với cách biệt 3-0. Chúng ta vẫn đang thấy được tiếp tục chân tướng của ứng cử viên tiếp theo. Sau khi Nguyễn Thanh Tùng đã thi đấu rất tốt trước đối thủ trước thì bây giờ Nguyễn Thanh Tùng đang gặp phải đối thủ cứng hơn. Và tiếp tục Phan Đình Tú đang thể hiện mình sẽ là một ứng cử viên tiếp theo của ngôi vị cao nhất giải đấu lần này. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên website gametv.vn và được tài trợ bởi Golden Field, một nhãn hàng chuyên về vỏ máy tính, bóng đá fan, website bóng đá fan và nhãn hàng Newman, nhãn hàng rất quen thuộc với tất cả bạn khán giả với những chuột, những bàn phím, những linh kiện thiết bị điện tử. Quay trở lại với những diễn biến chính sau khi câu lỗi con voi, sự bây giờ nó đã khác đi hơi nhiều. Nếu như con voi về sớm hơn, gọn hơn, vuông hơn thì có lẽ rằng Egypt đã kích đời sớm hơn rất nhiều. Có vẻ như trời chưa chiều lòng người rồi. Hiểu nó chết cũng không phải là gọn ghẽ.
Đó, một trận kích đời từ đời 1 lên đời 2 ở đầu 9. Bây giờ thì BA đang dâng lên giữa bản đồ. Xin các bạn, đây BL. Gỗ đang là khá nhiều, nhưng nông dân ăn hoang bầy hiêu phía bên dưới thực đang dồn lên nhanh. Hai mươi bảy trên 28 đánh cung dành cho Axidian, đánh thẳng cung luôn. Ở bên này thì chắc hỗn ma biết ngay mà nâng chặt gỗ hỗn ma luôn. Tạm thời một L và hai A. Hỗn ma của Egypt vô địch thiên hạ, nhưng quan trọng cái cung RAC những thời điểm đầu không hề dễ chơi. Vâng, giữ dần là rất tốt. Có vẻ như nông dân bầy hiêu ở phía bên trên đã ăn xong rồi. Không có tay để có thể triển khai nông dân bầy hiêu ở phía bên trên rồi. Đấy, đúng rồi. Sóc tơn đầu tiên là tơn tê. Tơn tê và ngựa giò. Anh rất bốc hỏa đến từ cái thủ hồ 6. Đấy, chuẩn đấy, rất chuẩn đấy. Bây giờ để tăng tiếp một VA nữa. 3A 1L. Gỗ rất nhiều, cứ xóa đi, thoải mái. Cũng R kìa, cũng R bắn chết hết T rồi thì phải. Vâng, 6-2 con T hơi vô vị. T nó cũng là 40 thực một con, nó không rẻ đâu. Bằng y hệt thực của con cũng R. Nó bị về E luôn. Không hề đơn giản. Phá đình tú, con tay cơ cứng. Không hề đơn giản một chút nào. Ô, đường vào vẫn đang còn nguyên này. Đường vào vẫn đang còn nguyên luôn. Đấy. Có cả sọc đơn luôn, thả thoải mái. Tơn này móc máy tẹt bồ. Tơn đầu tiên của cái thủ 1-1 đi lỗi rồi, có vẻ là đi lên 9 giờ xong với vòng lên 12 giờ. Tiếc cái là không thả sọc đơn được vào phía bên trong rồi. Thắng lại 34-44. AC yếu hay sao? AC như phải ra ruộng mà rất yếu. Không, đây rồi. Họ về. Nhà của Asia trong trận thi đấu này cũng là khá đẹp. Vậy việc đánh về lâu về dài, về khả năng phát triển không ăn thua với Asia trận thi đấu này rất căng. Thắng lại 38-56. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn biện pháp nào khác, cứ càng vào móc máy bây giờ sẽ càng chết. Đây rồi, AC cũng bắt đầu đẩy tơn đầu tiên đi. Không, hai có thám tính rồi thì phải. Bắt được tơn này luôn không? Thắng lại 43-60. Chết rồi, chạy đâu bây giờ? Vậy nghe. Khoai. Bây giờ thì ở giải đã có cái game thủ mỏi tay quá, xin nghỉ. Toàn đánh theo kiểu hết cả rừng mới nghỉ, thế này thì mỏi tay là phải thôi. Một tên đi lỗi đến từ cái thủ 1, nhưng cái thủ 6 cũng không dám bắn. Đơn giản vì nó đông quá. Nó đi lỗi thế thôi, nhưng mà nó trượt chân, nó đè thì cái cũng chết, khổ. Nó đông. Thắng lại 46-80. Vâng, 50-80 là thắng lại lúc này đến từ cái thủ 16.
kích chặt của A2. Sau đó thì tăng nhà quân đều vào. ACDA nó không có đầu máu đâu, nó chỉ mỗi cái bắn nhanh thôi, nó không có đầu máu đâu. Nâng được cái đầu máu nó khác biệt. Còn nếu không nâng được đầu máu trận này thì đua phát triển ACDA một cái bài đẹp này tôi nghĩ là khó. Cứ phải nâng được cái đầu máu. Tất nhiên là vẫn phải song song, vẫn phải đua phát triển. Đúng rồi, tăng speed lên. Opia, Opia. Nhưng cẩn thận nhà mình cũng mất. Tôi rất cần thời điểm mình mất nhà. Mình mất nhà thì người ta sẽ không còn quân nhiều ở nhà, đó là cơ hội tốt nhất. Và họ đang toàn bộ dưới dốc. Chơi đi, ô. Chơi đi, họ dưới dốc mà. Chơi luôn. Mình Egypt mà họ lại dưới dốc. Thôi, về. Lại ra thêm một tên mới nữa. Rồi, về dốc cho mình đứng, đúng rồi. Tăng BA chặt gỗ 2 các kiểu lên. Đúng rồi, cho nông dân vàng rất hợp lý. Vâng, bây giờ đã chặt gỗ 2 rồi. Lát nữa là đóng BC. Tăng thêm cái BA nữa hay không? Thời tập này nó phi vào cái mặt này chắc ngất. Vâng, bây giờ thì cái thủ 1 đang muốn mòn men trèo con dốc. Thủ bằng được con dốc này. Còn dốc thì còn đánh. Mà mất dốc thì thôi oẳng. Không bao giờ cho họ lên con dốc này. Tấn sóc dần đều tay. Thằng này 65/104. Phía bên kia không biết bây giờ là bao nhiêu, nhưng tạm thời bên này đang là 65. Còn đánh về lâu, càng về lâu về dài thì Egypt lại càng có lợi. Cứ cò cười thôi, đặc biệt mình lại còn là hỗn mã nữa. Lát nữa thì có đầu máu sớm thôi. Chỉ cần thêm một tên vàng nữa là đầu máu luôn thôi. 75/108. Chuẩn bị BC để đầu máu. Đúng rồi, đóng cái BS sát vào cái bãi gỗ ở phía bên dưới. Còn phía bên dưới này thì đóng cái BN vào cánh rừng dừa phía bên dưới kia cũng được. Đấy, một bắt đầu lên đến sao kìa. Rồi, kích được cái đầu máu yên tâm hẳn. Sóc đều vào, tăng thêm BA nữa cũng được. Đây là gỗ, đây là lúc mà gỗ sẽ dồn lên rất nhanh. Đây. Xúc. Ngại gì không xúc tuần này nữa. Bây giờ không xúc thì đến bao giờ mới xúc. Vâng, lùi hẳn vào dãy đằng sau dưới nhà BA. Rồi bắn đến thôi, lùi đến đấy thôi. Vâng, lùi thế thôi. Lùi nhiều quá oẳng đấy. Thằng này 75/124. Đầu máu đã lên xong. Nhưng ACDN bây giờ thì đang quá đông và hung hãn. Hoài. Tham lai 71. Không biết bây giờ tham bên kia tham bao nhiêu quân đông như vậy. Như quân mông. Sáu mươi trên 124. Và như vậy là Phan Thanh Tùng đã phải gõ một sau pha úp quân vừa rồi đến từ cái thủ 1. Tám lai chưa đè quá nhiều. Một pha úp quân rất gắt đến từ cái thủ 1 và đây là cung R Exidian. Không, cung R vớ vẩn vừa rồi đôi khi vẫn chơi tốt đấy, nhưng đây là cung R Exidian. Hơi khoải. Tỷ số đang nâng lên 2-1 dành cho game thủ Phan Thanh Tùng.